Sau 3 cơn mưa trái mùa nặng hạt, kênh nhiêu Lộc Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh lại xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt. Qua ghi nhận, hiện tượng cá chết bắt đầu từ cầu số 1 quận Tân Bình, kéo dài đến cầu số 5 ở quận Phú Nhuận. Cá chết chủ yếu là cá chép, rô phi. Ngay trong sáng ngày 4 tháng 4, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị thành phố Hồ Chí Minh tiến hành vớt xác cá chết để tránh gây ô nhiễm môi trường. Hồi tháng 5 năm 2016, mưa cuốn nhiều chất bẩn trên đường phố, trong cống rãnh ra kênh nhiêu Lộc Thị Nghè, làm tăng nồng độ các chất như NH3, NH4, giảm lượng dưỡng khí. Sau đó, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn nước nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng công ty môi trường tiến hành vớt cá chết, giải phóng chất Zerotis để làm sạch môi trường, tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước, bốc mùi hôi thối.